cả nhà đến kênh Long Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay theo anh Hiền, anh Trường đến quay các anh cưa mé cây tràm tai tượng. Cả nhà thấy cây tràm tai tượng này rất là cao và to. Một chút anh Hiền sẽ leo lên mé cây tràm tai tượng này như thế nào. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. 170 quả. Rất cao cả nhà. Cây quá đẹp. Trên đây là cái đường đi nè. Mến chào cả nhà đến kênh Long Phạm Tiền Giang. Chúc cả nhà ngày mới được nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình theo anh Hiền, đây là anh Trường, đến xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang quay cưa cây. Thì anh Trường sẽ lên cưa cây còng này. Cái còng này ngã về bên phía mép sông. Xin mời cả nhà cùng theo dõi với mình. Có rong nên rất là trơn. Của anh Hiền và lần đầu tiên mình cũng quanh Trường. Mấy chùa đỏ không anh? Không có được chùa đỏ. Cắt được cái hai đó chỗ ông đứng á. Không có chùa đỏ.
Ah!
Oh,
xưa nên xe chạy cái đường này tới luôn rất nhiều, có học sinh là chủ nhật hơn học sinh nghỉ. Ah.
Tràm bông vàng này trước chủ nhà cũng đã cưa cái đọt rồi. Trong cái móc quá luôn rồi, cái cây cột điện á, nó là cách nào mà nó dính vào đó, nó dính sát rồi nha, nó dính như trong cái
Thank you.
Mày kéo được không hả? Dạ, về bên cái bường kia nha. Mày nói vậy mày đứng mày xài mày kéo ngon hơn đó. Tao nói đó không có thế đó. Ở đây cũng không ổn. Nó bay hết hay là nó chết tại chỗ đó. Thôi xịt đèn đưa coi còn nặng không. Chỗ này sẽ tới trời. Hết sức cây tràm đây tượng này rất là to nha. Siêu to luôn. Nào giờ mình đi quay ít thấy được cây tràm tượng bự vậy. Leo bên nhánh nhỏ cho an toàn. Vì bên nhánh lớn này có cái ổ ong vậy đặt luôn. Đây. Vậy đặt luôn. Đó. Thò tay, thò tay qua, lên à, trên, đó, lên. Đâu, trời, trên đâu, nữa nữa. Đúng rồi, cái nhánh này đó. Không, không có đất đó thì chưa thấy, nắp bên đây nè. Để em dùng. Ở ngoài kìa. Ở ngoài hả? À, à đó đây ha. Đó. Đó. Nó bò ra ngoài đó. Anh dịch thôi dây dưới rồi. Bên dưới nữa anh, xịt bên dưới nữa cho nó bay đi. Chắc mày đi mua thêm chai đúng không thiệt ơi. Thôi à.
kia nữa thì sao ông trời. Chết luôn. Kia chết có đâu. Anh chuẩn đo leo lên cái nhánh trên cao. Cái lỗi vậy, nhánh cái lỗi nó quá trời bự luôn. Hết sức cái lỗi. Cái lỗi này làm củi cũng ủng không? Cái lỗi quá trời ngọt. Xe xe ra của chỗ đó nha. Cái đó đồn luôn dưới gián hai đó, sống không? Chết cây không? Chết cây à, cây đâu chết à. Cây cũng bọng rồi, cái đâu ấy đó. Bọng hả? Bọng. Cây này 80% bọng rồi. Chết rồi. Đốt luôn rồi. Cái chỗ đó là bọng rồi, chỗ thẻo đó đi ra là bọng rồi. Bọng khoảng 3 thước. Bạn 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 bạn
cái đầu đây tọt xuống rồi lên nha. Cái gì? Không bỏng nhiều không? Bỏng không? Không, cái cây này thì mới đầu giờ nó có hiện tượng bỏng, nó không bỏng cái đằng này là thấy không nổi luôn à.
Tiếp theo.